Toner có thật sự vô thưởng vô phạt như nhiều người vẫn nghĩ? Với mình thì không nha mọi người, toner là một bước không thể thiếu trong chu trình skincare của mình ạ. Có loại thì mình dùng để làm sạch này, có loại thì mình dùng để tẩy da chết, có loại thì dùng để đắp mặt nạ và có loại thì chuyên cho việc cấp ẩm. Với một làn da hỗn hợp thiên dầu như mình ý, thì mình rất cần một cái em toner nó cấp ẩm nhanh ý, nhưng mà vẫn phải lành tính mọi người ạ. Và bạn nào là da hỗn hợp thiên dầu như mình này, da mụn trứng cá hay là mụn sưng viêm mà muốn tìm một cái em toner ngon, bổ rẻ thì mọi người có thể sử dụng cái toner đến từ Byung Kang Yoon. Đây là một brand của nội địa Hàn ý, mình thấy chất lượng của nó khá lộn áp và giá thành rất là phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Bạn này thì là toner dạng SCN ý, nhưng mà nó thấm rất là nhanh và nó không gây bết dính hay là bị hút ngược ẩm trên da. Và mình sẽ cho mọi người xem cái làn da của mình sau khi mà bôi bạn này ý, cảm giác kiểu nó căng bóng, ôi nói chung là nhìn nó rất là thích luôn. Và điều mà mình thích ở cái bạn này ý, đấy là cái bảng thành phần nó đẹp, tối giản, an toàn và lành tính mọi người ạ. Nhìn vào bảng thành phần ý, thì chỉ thấy có đúng 7 chất thôi. Đứng đầu thì mình thấy có chiết xuất đông y từ rễ cây hoàng kỳ này, rất là thích hợp với các bạn da dầu mụn. Và thêm một thành phần nữa có tên là arginine, rất là phù hợp trong cái việc chống lão hóa và phục hồi da. Cái này thì sẽ phù hợp với những bạn nào mà da đang cần phục hồi sau treatment này, hoặc là da vừa nặn mụn về á. Ngon bổ rẻ thế này mà không thử ý, thì mình thấy là hơi phí đấy nhá.